Vẫn là những tiếng EA đánh vần vang vọng giữa núi non trùng điệp. Thế nhưng, hôm nay, hơn 60 em học sinh dân tộc Mông tại điểm trường mầm non Cờ Cải được ngồi ngay ngắn trong không gian lớp học mới, khang trang và đầy đủ tiện nghi. Năm nay là năm học vui nhất tại điểm trường Cờ Cải chúng tôi so với mấy chục năm trước. Có ngôi trường mới rất là đẹp và khang trang nên là các cháu đi học cũng cảm thấy rất là vui ạ. Các cháu vui một thì cô giáo cảm thấy vui 10 ạ. Niềm vui vỡ òa như vậy bởi đây là hình ảnh của 4 tháng trước. 60 em nhỏ chỉ học trong một lớp học ghép đã xuống cấp. Những ngày mưa lo gió lốc, ngày nắng thì nóng bức khó chịu. Một bữa chỉ được ăn 5 đến 6 gói mì tôm cho tất cả 15 em để nấu, quan trọng là nấu nước canh nhiều để chan canh mấy mèn mén để cho các em ăn no. Giáo viên chúng tôi là chịu trích ít tiền khoản của chúng tôi ra mua để đóng góp cho các em. Thấu hiểu những khó khăn của các em học sinh tại điểm trường, công ty cổ phần hóa dầu quân đội MIPEC đã dành tặng cho các em học sinh một điểm trường mới với 2 lớp học khang trang. Sau hơn 3 tháng xây dựng, điểm trường Cờ Cải chính thức được cắt băng khánh thành, đúng dịp các em học sinh bắt đầu năm học mới. Quay lại đây và được chứng kiến cái sự thay đổi rất là lớn của ngôi trường tại Cờ Cải thì chúng tôi hết sức vui mừng, hạnh phúc, tự hào một cái phần đóng góp nhỏ bé của toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần hóa dầu quân đội. Và với ngôi trường mới này thì chúng tôi mong muốn là các thầy cô giáo, các em học sinh sẽ học tốt để mai sau có thể đóng góp xây dựng làng bản quê hương của mình. Không chỉ là một ngôi trường mới, hôm nay các cô chú còn mang đến rất nhiều những món quà ý nghĩa. Những tình yêu thương được lan tỏa thông qua quỹ Tấm Lòng Việt, khán giả cả nước cũng đã hỗ trợ hơn 900 triệu xây mới 2 lớp tiểu học. Những bữa ăn ngon cũng sẽ được bắt đầu từ năm học này. Mỗi bạn một khay riêng sạch sẽ, bữa ăn có thịt, rau, cơm đầy đủ chất dinh dưỡng. So với ngày xưa thì là các em ăn chỉ mệt mệt thôi, còn bây giờ là có thịt, có rau, có trứng, có cá, rất là đảm bảo an toàn thực phẩm. Từ đó là việc học của các em rất là đều đặn, duy trì chất lượng học sinh đến trường ngày càng tốt hơn. Ngôi trường mới kiên cố và vững chãi sẽ giúp âm thanh EA của các em như bay bổng. Học trò vùng cao sẽ vươn lên bằng tri thức. Ngồi nơi đây, bước chân trên đường thanh thang.